Trên đời này không một ai có thể ban phước hay giáng họa cho bạn cả. Tất cả nằm trong quy luật vũ trụ, đó là quy luật nhân quả. Khổ đau hay hạnh phúc cũng là do chính bạn. Điều bạn ước nguyện với Phật, nếu muốn thành sự thật thì cần phải có hợp tác ở hai bên, đó là chồng bạn. Khi bạn tu tâm dưỡng tính tốt nhưng chồng bạn không tu tâm dưỡng tính tốt thì đương nhiên sẽ xảy ra nhiều biến cố sau này. Ví như cô Nguyệt, nếu như dựa trên lời nói của bạn, cô cũng nguyện rằng từ lúc con sinh ra đời chưa làm một điều gì sai trái nghiêm trọng đạo đức, chưa bao giờ cầm những đồng tiền sai trái lương tâm. Con cũng xin cầu nguyện rằng cho trái đất này không còn chiến tranh, cho xã hội này được êm ấm, mọi người yêu thương nhau, tôn trọng nhau. Nếu điều ước của cô Nguyệt thành hiện thực thì thật tuyệt biết bao. Và nếu điều ước của cô Nguyệt thành hiện thực thì chắc chắn điều ước của bạn cũng thành hiện thực. Vậy nên bạn à, đừng bao giờ suy nghĩ rằng bạn cầu xin Ngài thì phải có, nhưng khi không có thì vô tình khởi tâm oán trách, tại sao con cầu xin lại không được. Cũng như các cuộc gọi mà cô Nguyệt đã nghe, khi mà chị ấy đã mang một khẩu nghiệp rất nghiêm trọng, mặc dù khẩu nghiệp đó không phải là chửi rủa, đó là oán trách Ngài. Chị ấy oán trách tại sao theo đạo Phật bao nhiêu năm nay vẫn khổ. Chị ấy oán trách và muốn theo đạo khác. Chị ấy bảo theo đạo khác chị ấy hợp hơn, không hợp theo đạo Phật. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ của con người là khác nhau. Không phải ai nghe theo Ngài cũng hiểu ý Ngài nói. Nếu như trí tuệ của con người giống nhau thì xã hội này là một thiên đường rồi. Vậy nên chị à, điều ước của cô Nguyệt thì không thể. Và nếu có thể phải do tất cả mọi người cũng phải tu tâm sửa tính. Tiếp theo đó về phía gia đình của chị, vợ chồng chị có êm ấm hạnh phúc không? Là do cả chồng chị và do cái phước hay cái nghiệp của chị từ quá khứ nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình tu tốt rồi. Bởi vì khi bạn nghĩ rằng bạn là người tốt rồi, bạn là người theo đạo Phật là sẽ sướng, sẽ thoát khỏi khổ đau, thì lúc đó bạn đang rơi vào cảnh u mê, lầm lỗi, hiểu nhầm về chánh đạo. Chánh đạo không đơn giản chỉ là theo và nghe. Quan trọng là bạn thực hành. Chánh đạo là khi, cũng như bạn đang ôn thi đại học, bạn có học đó, nhưng khi thi đại học bạn lại không trả lời câu hỏi đúng thì làm sao mà đỗ được. Cũng như bạn nghe Phật Pháp, bạn ứng dụng vào đời có đúng không? Bạn làm sai, bạn có nhận ra mình sai không? Bạn khởi tâm gì đó, bạn nghe người ta chửi rủa, bạn khó chịu, bạn chửi lại cũng là sai rồi. Hoặc bạn hận người ta, hơn thua người ta, khó chịu, đố kỵ. Bạn có dám chắc rằng bạn không mắc vào lỗi gì không? Bởi vì khi bạn không mắc phải những cái lỗi nghiêm trọng đó thì bạn đã có khả năng đi truyền đạo, truyền pháp cho mọi người rồi. Bạn thân mến, cuộc sống này không bao giờ tránh khỏi nghiệp phước.
Nếu như bạn ước nguyện rằng chồng bạn sẽ không ngoại tình khi bạn xin ngài, thì xã hội này đã là một thiên đường rồi. Mọi người cũng thi nhau ước như bạn mà. Chỉ khi bạn tu tâm sửa tính tốt, bạn biết cách ứng dụng đạo vào đời một cách sáng suốt trí tuệ nhất, thì lúc đó bạn sẽ có phước báo. Các ngài mới trợ duyên phù hộ cho bạn được. Các ngài là những vị dựa trên phước báo của bạn để trợ duyên, chứ không thể nào mà ban phước cho bạn được. Bạn đừng hiểu nhầm, nếu không sẽ mang tâm oán trách cả những vị rất cao, là nghiệp rất nặng đó. Phải luôn luôn hiểu rằng chỉ có ta mới cứu được ta thôi, và chỉ có phước của ta mới có thể để cho các ngài trợ duyên được. Vậy nên hãy luôn thức tỉnh, hãy chấp nhận những sự thật của cuộc sống. Nghiệp hay phước cũng là do chính bạn. Chồng bạn có yêu thương bạn hay là không yêu thương bạn nữa cũng là do nghiệp hay phước của chính bạn. Đừng bao giờ đổ lỗi cho một vị nào hết. Bởi vì chỉ có bạn tu tâm sửa tính tốt, bạn biết giúp một điều gì đó cho đời, không phải là tiền đâu, chỉ là lời khuyên lúc họ cần. Không phải là tìm mọi cách để đi phóng sinh đâu. Phóng sinh mà không mang một cái tâm yêu thương chân thành, và phóng sinh đúng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Làm gì cũng được, nhưng hãy xuất phát từ trái tim. Đừng mong cầu rằng mình theo nọ theo kia, mình giúp ai là mình có phước thì sẽ không có phước đâu. Bởi vì luật nhân quả là chứng từ tâm, chứ còn nói bằng miệng thì luật nhân quả không chứng đâu. Bạn đã thực hành đến đâu rồi? Nếu như bạn thực hành tốt thì dù tình duyên đó có êm hay không êm đi chăng nữa, bạn cũng cảm thấy êm ả, tự tại, bình thản. Trong tình yêu đừng bao giờ giữ tình. Cuộc sống này bạn phải nâng cao giá trị của mình bằng cách tu dưỡng tâm hồn, và phước báo đó sẽ chi phối cho bạn một giá trị nhất định. Khi đó bạn có bản lĩnh, dù tình duyên đó không còn, bạn cũng không đau khổ đâu, mà bạn sẽ cảm thấy thoải mái. Dù còn hay không còn, bạn cũng cảm thấy rất bình thường. Không bám chấp mọi thứ quá nặng nề, càng bám chấp, càng theo đuổi tình yêu thì bạn là người rất đau khổ. Quan trọng rằng hãy thực hành ứng dụng đạo vào đời cho đúng đắn, chứ không phải là chỉ tu dưỡng, chỉ tu tâm sửa tính không thôi đâu. Phải ứng dụng đạo vào đời như những gì cô Nguyệt đang chỉ, từ nay đến cuối đời đó.